Thì hôm nay mình tưới mình pha 10-60 mình tưới cây mai vàng kích nụ lần hai cả nhà. Thì hôm nay là đáng lý là ngày 14 âm lịch mà tháng 8 mình tưới, mà bây giờ là tới 17 luôn rồi. Là lý do là mưa hoài. Hôm nay là sáng sớm mới mở mắt ra là mà nè. Mưa rắc cái sân nè. Nhưng mà trễ quá rồi, bây giờ tưới luôn. Đó mà thời tiết không chiều lòng người rồi. Nãy giờ tưới mới rồi. Mình làm clip liên tục để nhắc nhở cho của anh chị ha. Tưới cây này luôn nè. Cây này là mới mới đem vô nhà là vô kẽm nè. Chậu 5 chậu 6 phải tưới cỡ khoảng 5 lít mới đủ phê ha. Tưới vô rút mục tiêu nè. Tàn lá bây giờ nhiều lắm rồi. Tưới nó mới đủ đủ phê. Tưới vừa vừa thôi cả nhà, chậu 6 tưới cả 5 lít thôi. Biết sao mà tưới chảy ra ngoài hết à. Cái tàn tay mình quấn tàn ngang giờ là không thấy đường luôn, không thấy đường tưới luôn. Đổ vô đây. Chọn xưa giờ nó trấu tưới cái là mất tiêu ra rồi cả nhà. Mà rễ nó nổi lên luôn rồi cả nhà, sao không thấy rễ vàng vàng không. Tưới gì nó mất tiêu hết luôn nè. Chảy ở dưới đường rành luôn nè. Và nụ bây giờ là kích nụ lần hai ha cả nhà. Kích nụ lần một là nó lên rồi nè. Cô bác anh chị sẽ thấy ha. Đó, nè, cây này là một cây thọ hương nha cả nhà. Ghép thọ hương thường thường nó làm nụ khó hơn những cái giống khác nữa nha. Mà nó lên đầy nhóc nụ là nào, phải không? Nhánh nào cũng nụ trên dưới trong ngoài ha. Đó thì bây giờ em kêu với anh chị là cái tháng này không có bấm đọt nữa, tại vì đọt ra là mình phun lá non không còn biết, nhưng mà phun vô là nó đứng đọt lại luôn và nó làm nụ, nó là như vậy ha. Thôi xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Mà hôm nay là không vui mưa. Nè, cho anh em xem ha, cái nụ ha, nè. Nó như cái phong pháo vậy nè. Cái này thì thằng Giảo Thủ Đức thì khỏi nói rồi. Nó ra thấy đầu đọt luôn. Chứ đừng chi nó ở trong. Nè, nhưng mà nó nhỏ xí à. Thời điểm này nhỏ xí là đúng đúng Tết ha. Nè, cả vậy là đúng Tết, còn mà bự chầu bá là thua, tôi không cứu nổi đâu nha. Lý do là kêu con tàn mà không con, không lặt lá giữa năm là thua. Thôi xin dừng video tại đây ha. Chúc cả nhà vui vẻ.